những áp lực công việc. Những khoảng thời gian hối hả di chuyển từ nhà đến nơi làm. Và cả những tất bật lãng quên phút giây bình yên giản dị. Nhưng tôi chọn cho mình một ngày mới rất khác. Khu đô thị Dragon Pearl 48 hecta, ba mặt giáp sông. Thiên nhiên trong lạnh trong từng hơi thở. Khu đô thị được quy hoạch thông minh, bài bản theo mô hình compound an toàn và hiện đại. Hệ thống tiện ích tạo thành một thành phố thu nhỏ. Tái tạo năng lượng tại khu thể thao đa năng ngoài trời. Vui chơi cùng người thân, gia đình tại tổ hợp thương mại dịch vụ giải trí. Gặp gỡ bạn bè đối tác ngay khu kinh đô ẩm thực sầm uất. Văn phòng cao cấp 9 tầng quy mô là nơi lý tưởng cho các chuyên gia hội họp. Bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, trường học cho con nhỏ chỉ vài bước chân. Và đắm mình với những lễ hội sôi động bậc nhất ngay trung tâm dự án. Dragon Pearl, nơi giúp bạn tích góp tài sản thời gian quý giá, thoải mái tận hưởng hạnh phúc bình yên bên con trẻ, gia đình, khi việc di chuyển đến nơi làm việc không còn là âu lo. Nằm tại vị trí chiến lược của Đức Hòa, giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, dễ dàng di chuyển đến các tuyến đường có tính huyết mạch như tỉnh lộ 10, quốc lộ 1A, đường DT824, kết nối khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện các hướng về miền Tây, Bình Dương. Đặc biệt, cư dân có thể tiếp cận với chợ truyền thống, bệnh viện, trường học, các cụm khu công nghiệp, nên dự án rất phù hợp với đối tượng chuyên gia đang làm việc tại khu vực. Dragon Pearl hoàn hảo, đảm bảo tài sản sở hữu cho cư dân với pháp lý hoàn thiện. Tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian, kiến tạo được một cộng đồng văn minh, bến đỗ cho những chủ nhân mong muốn sở hữu cuộc sống an nhiên, trong lành và tiện nghi.